Vào tháng 11 năm 1978, hai nước đã ký hiệp ước quốc phòng và hợp tác quân sự trong vòng 25 năm. Sau đó thì Việt Nam xâm lược Campuchia, rồi nga được vào Cam Ranh. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ và vì những khó khăn về kinh tế, nga cố gắng ép Việt Nam phải trả những món nợ với Liên Xô cũ. Thế là Việt Nam đòi tiền thuê cho Cam Ranh và Liên bang Nga đã quyết định rút khỏi nơi đây. Từ đó cho đến nay, Việt Nam đã ký kết đến chính thỏa thuận đối tác chiến lược với các nước khác. Các nước lớn, đầu tiên là Nga vào năm 2001, 11 năm sau đó được nâng cấp thành hợp tác đối tác toàn diện. Theo tôi được biết là do nguyên nhân Nga bán rất nhiều vỏ khí cho Việt Nam. Hiện Việt Nam là một trong 10 thị trường nhập khẩu võ khí lớn nhất của Nga. Tóm lại, hợp tác kinh tế hai nước có lúc lên xuống và chủ yếu trong dầu khí, còn hợp tác quốc phòng, Việt Nam luôn phụ thuộc vào công nghệ vũ khí của Liên Xô trước kia và giờ là Nga. Cho nên tôi có thể nói rằng, việc Việt Nam mua nhiều vũ khí từ Nga là nguyên nhân chính đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước lên tầm chiến lược. Nga là nước bán vũ khí quân sự lớn nhất cho Việt Nam và Trung Quốc, nhưng ông cũng có nói rằng Nga đã giới hạn việc bán vũ khí cho Trung Quốc vì Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Nga, liệu đây có phải là lợi thế cho Việt Nam? Nga ở vị trí tuyệt vời khi họ bán chiến đấu cơ Sukhoi-27 và Sukhoi-30 cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Thế nhưng Trung Quốc có một nền công nghiệp quốc phòng rất lớn và sau đó sẽ ký giấy phép để sản xuất chúng trong nước và Nga đã làm. Còn Việt Nam thì quá nhỏ và một đề nghị như vậy chưa tiến đến đâu. Sau đó, Trung Quốc đã sử dụng kỹ sư điều nghiên các công nghệ của Nga và áp dụng trong một loạt các chiến cụ của mình như máy bay, tàu chiến. Các nhà phân tích Nga sau đó xem các hình ảnh và phân tích để xem Trung Quốc lấy các sáng kiến này từ đâu. Sau đó có tin là Nga đã giới hạn bán vũ khí cho Trung Quốc, giới hạn một số công nghệ có tính nhạy cảm vì Nga muốn kiếm tiền trên các công nghệ của mình. Về phía Việt Nam, thì làm sao Trung Quốc có thể phản đối một cách công khai khi mà họ cũng mua cùng một loại công nghệ cả hai đều mua máy bay chiến đấu Sukhoi 30, cùng mua tàu ngầm hạng Kilo. Trung Quốc, dù không chính thức cũng phải lo lắng, vì họ biết là công nghệ của Nga hiệu quả thế nào. Mặc dù Việt Nam không thể tấn công hải quân Trung Quốc và chiến thắng, thế nhưng nếu có xảy ra xung đột, thì Việt Nam có thể gây thiệt hại không nhỏ cho đối phương. Việt Nam có vai trò quan trọng thế nào đối với Nga trong chiến lược của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương? <laughs> Hai nước xem nhau như là đối tác hợp tác chiến lược, một phần, bởi vì ở vùng viễn đông của Liên Xô cũ và Nga bây giờ, việc vận chuyển dầu khí có thể được thực hiện dễ dàng bằng đường biển đến Vladivostok hơn là bằng đường bộ. Nga cần tiền có thể làm các trao đổi buôn bán với Việt Nam và một số trao đổi bằng hàng như dầu cọ và hàng nông sản, và vì vậy rất linh hoạt. Nga muốn một thế giới đa cực và không muốn Hoa Kỳ chiếm vị trí thống soái rồi nga cũng có những quan ngại nhất định với trung quốc đặc biệt là tình hình người nhập cư bất hợp pháp ở vùng viễn đông nga nhưng cả hai nước đều có thể điều chỉnh mối quan hệ của mình mặc dù vậy nga sẽ không hợp tác với trung quốc để chống lại hoa kỳ mặt khác nga cũng luôn nói là họ muốn trở lại phía đông tức là đông á nhưng họ cần tiền dầu khí của nga cung cấp cho họ một khoản tiền đáng kể thế nhưng sẽ là quá đáng khi nói rằng hải quân nga sẽ có mặt hùng hậu trong khu vực ngay cả khi thời chiến tranh lạnh lên cao điểm sự hiện diện của hải quân nga cũng rất hạn chế một phần là bởi ấn độ là một đối tác chính với nga và tàu của nga thường đến ấn độ việt nam là nơi dừng chân thuận tiện trên đường việt nam là nơi cung cấp tiền đáng kể cho nga đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí và nga cũng có quyền lợi sâu xa ở đây phải bảo vệ các đầu tư của mình tại các vùng mà trung quốc chưa tạo áp lực mặt khác nga cũng muốn có tự do hàng hải trong khu vực như hải quân các nước khác. Vì vậy, Trung Quốc phải cẩn thận không cản trở các tàu của Nga, vì nếu không thì họ sẽ gặp phải tình huống như với hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Điều này gây khó khăn hơn với việc đòi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển, thế nhưng không liên quan đến các đảo và bãi đá vốn không có gì liên quan đến Nga. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.